đấy là tất cả các áp lực trong cuộc sống, nó là tích cực hay tiêu cực, tùy cá nhân mình nhận stress, quyết định lên. Đó là có ba loại stress: stress tốt, stress chấp nhận được và stress xấu. Nhưng mà nó nằm trong cái mức độ kiểm soát được. Thế là các chúng ta cứ tiếp tục chúng ta sống với nhau năm nay có cả như vậy thì đó là những stress chấp nhận được. Và cuối cùng stress xấu như chúng ta nói là mình suy sụp của một ngày. Và stress này chính là cái động lực để chúng ta phát triển. Khi nào cái động lực đó vượt qua khỏi cái ngưỡng của nó thì chúng ta bệnh. Và khi đó nó mới là xấu, nó mới là cái chúng ta phải giải quyết. Mình lại trải qua một cái sự kiện là mình bị rất là stress và thậm chí gây đến những cái chuyện là bị trầm cảm. Thì tự nhiên bác sĩ nói, tự nhiên mình nghĩ là mình muốn bỏ cái cuộc sống, ví dụ vậy. Thì thấy nó rất là trầm cảm và chia sẻ. Thì cũng có một chút câu hỏi với bác sĩ. Thì trong những cái mà mình được nói là mình biết đủ là đường và mình biết buông bỏ. Chỉ có cái là khi mà mình nói như vậy thì là nó đơn giản, nhưng mà để mà mình thực tập nó thì nó cũng phải có những cái kỹ năng hay những cái bí kíp gì. Nhưng mà câu hỏi của anh Bình rất là hay. Vậy câu hỏi này là câu hỏi muôn đời. Bây giờ trở về cái chuyện biết đủ trí nhàn, tiền nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn, trí túc, tiền túc, đại túc, hà thời túc. Tất nhiên là tất cả mọi cái đó, cái cả cháo mình khuyết đó, để có sự an lạc trong tâm hồn thì phải biết đủ. Vậy thì cái đủ đó đó thì anh phải tự quyết định để mà biết đủ thì anh mới làm cái kiểu đó đúng rồi. Đi cân đổ ra để mất mắt của điêu, đi cân đổ ra còn cái đây ra xa, mình nhìn theo nó đổ ra hai cái tay giống như mình chạm rồi mở xoay ra. Hôm nay thì dành một buổi sáng thứ bảy lại đây nghe bác sĩ Lê Hùng và anh Lê Bá Tôn dẫn dắt, tôi cảm thấy là thực sự hữu ích cho bản thân mình. Và xin gửi lời tri ân tới anh Lê Bá Thông và bác sĩ Lê Hùng.